Nếu mà hút cái máy hút thì nó phá tàn phá kinh khủng, gần như ai bị sa trễ luôn đấy. Bạn thứ nhất mà 20 ngày xong dừng thì chắc nhưng là sau đấy. Nhưng mà lại hút bằng ống nhựa nên nó mới hỏng được. Thế thì nếu mà hút cái máy hút thì gần như ai bị thế này. Em mô tả qua cái tình trạng hiện tại của mình nào. Nó chảy dài ra anh ạ. Chảy nó bị trễ rồi đúng không? Vâng ạ. Cái phần bầu trên nó bị teo. Vâng ạ, đúng rồi. Cái quầng nó bị giãn rộng không? Có ạ. Có. Sao vãi mồ hôi này? Hơn lắm anh ạ. Thì như của em là gặp tình trạng là gì? Quầng rộng này. Cái thứ hai nữa là bị sa trễ da và sa trễ tuyến. Cái này của em khả năng phải là ấy đấy, khả năng phải là sẹo hình kéo mút. Đường mũi vật đấy, cái trò này kéo từ ngập xuống nhá. Cái chân của em thì nó cũng hơi ngắn, đây nó bị teo mất vùng trên này, đó. Toàn bộ cái vùng này bây giờ không còn tuyến nữa, nó chảy hết xuống dưới. Form người của em với cái tuyến như này chỉ đạt tầm dạng độ 215 hay 245 thôi. Cùng lắm đến 265, 265 thì to, 265 thì cảm giác hơi to chút nhá. Nó chỉ đạt tầm 24 mấy là vừa nhá.